bếp Nhật các bác nhá. Vâng ạ, bếp Nhật này, một lửa cháy thích không các bác ơi. Nền lửa rất là xanh đúng không ạ? Lửa cực kỳ xanh các bác nhá. Đấy. Lửa xanh thì sẽ không đen nồi, lửa xanh thì sẽ tiết kiệm ga, đó là ưu điểm của bếp Nhật các bác ạ. Đấy, và em đang test cả, em bắt nồi lên để em test chức năng của bếp cho các bác xem này. Đấy, em đang test cái chức năng cạn nước thì tự động tắt lửa và tắt lửa thì tự động khóa ga của chiếc bếp này. Đấy, các bác nhìn thấy lúc đầu thì nó tràn lửa, nó tràn nồi đấy như thế, nhưng mà bây giờ lửa nó nhỏ lại rồi đấy các bác ạ. Nhỏ lửa rồi đấy các bác này. Thế là nó khi mà nhiệt độ đáy nồi nó cao thì bếp nó sẽ tự động nó nhỏ lửa lại các bác nhá, nó nhỏ lửa. Và khi đạt tới nhiệt độ 200 độ C thì bếp sẽ tắt này. Đấy các bác thấy bếp tắt chưa ạ? Bếp tắt rồi các bác nhá. Bếp bên này cũng thế các bác này. Bếp bên này không có nồi là nó cũng sẽ tự động nó nhỏ lửa. Bây giờ em sẽ bắt nồi vào để test luôn cho các bác thấy cái chức năng cạn nước thì tự động tắt lửa và tắt lửa thì tự động khóa ga các bác nhá. Rất là an toàn luôn. Chỉ có bếp Nhật mới có thôi, còn bếp của các cái quốc gia khác thì chưa được trang bị cái tính năng đó các bác nhá. Tắt lửa thì sẽ khóa ga luôn này các bác này. Đấy, khóa ga luôn. Bên đây cũng tắt lửa rồi các bác nhá. Tắt lửa rồi. Tắt lửa thì sẽ khóa ga luôn này. Đây, khóa ga luôn các bác nhé. Tắt lửa khóa ga rất là an toàn. Đấy, chỉ có bếp Nhật nội địa mới có thôi ạ. Em vừa mới test cho các bác hai cái chức năng cơ bản nhất của bếp Nhật. Cạn nước, tắt lửa, tự động khóa ga, chống cháy nồi và chống rò rỉ ga. Rất là an toàn trong khi sử dụng bếp các bác nhé. Em Mai chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi Giá Rẻ Em Mai. Các bác vào xem bếp thì ủng hộ em một đăng ký kênh, ủng hộ em một lượt like ạ. Tiếp tục và chia sẻ đến những cái ưu điểm khi các bác sở hữu chiếc bếp này. Con bếp này ngoài cái chức năng cơ bản là cạn nước, tắt lửa, tự động khóa ga thì nó còn được trang bị một đồng hồ hẹn giờ bếp nấu này các bác này. Bếp nấu thì sẽ hẹn tối đa 90 phút các bác nhé. Đồng hồ hẹn giờ bếp nấu tối đa 90 phút ạ. Đồng hồ hẹn giờ bếp nấu tối đa 90 phút. Thì với những cái gia đình mà các bác thường xuyên có khách ra vào và các bác buôn bán kinh doanh nó bận rộn ấy, thì việc sắm một cái chiếc bếp mà có đồng hồ hẹn giờ bếp nấu như thế này thì các bác vừa nấu cơm, các bác vừa tiếp khách, vừa nấu cơm vừa bán hàng, vừa nấu cơm vừa làm được rất nhiều việc khác nhờ cái đồng hồ hẹn giờ các bác nhé. Hẹn tối đa 90 phút, còn các bác có thể hẹn 1 phút, hẹn 2 phút, 5, 10 phút, đó là tùy vào nhu cầu của các bác. Đấy, em sẽ hẹn cho các bác 1 phút và để thấy cho các bác thấy được cái sự tiện lợi khi sở hữu với chiếc bếp này. Hết giờ là bếp sẽ tắt các bác nhé. Còn ở đây là chế độ tự động nấu cơm và nấu cháo này các bác. Tự động nấu cơm, nấu cháo. Đấy. Em sẽ hẹn cho các bác chiếc bếp bên này là 1 phút để các bác có thể nhìn thấy được cái sự tiện lợi của bếp. Con bếp bên này thì có thể điều chỉnh được nhiệt độ 160, 180, 200. Các bác muốn nấu ở nhiệt độ nào thì các bác cho đèn sáng. Bên đây là tự động nấu nước sôi 5 phút này và tự động nấu nước sôi này. Phím này là phím 3S các bác nhé. Với cái phím 3S này thì các bác nhấn và giữ 3 giây. Khi nhấn và giữ 3 giây thì đèn sáng. Lúc đèn sáng là các bác đã tắt. Các bác sẽ nấu lửa to liên tục các bác ạ. Nấu lửa to liên tục này. Nấu lửa to liên tục để xào rau, rồi nấu canh hoặc là nấu những cái món gì mà cần lửa to đấy các bác. Thì mình sẽ dùng cái phím 3S này. Còn mấy giây nữa là tắt này các bác này. Đây, tắt này các bác nhé. Hết giờ là bếp sẽ tắt. Cho nên là việc sở hữu những cái chiếc bếp mà có đồng hồ hẹn giờ bếp nấu như thế này siêu tiện lợi là như thế đấy các bác ạ. Tiếp theo là đến bếp lò nướng. Con này là khay nướng là 2 tầng lửa các bác nhé. Khay nướng 2 tầng lửa. Lửa tầng trên, lửa tầng dưới. Thì cái món nướng của các bác nó sẽ chín đều và nó nhanh chín. Đấy, khay khoang nướng rộng này các bác này. Khoang nướng bằng inox nhé các bác. Khoang nướng bằng inox rất là rộng và đẹp. Hẹn giờ khay nướng thì sẽ hẹn tối đa 15 phút các bác ạ. Đấy, tối đa 15 phút luôn. Đấy. Con này thì bo viền inox này các bác này. Bo viền inox. Đấy. Rất là đẹp các bác ạ. Đấy. Bác nào mà yêu thích cái mẫu bếp này, yêu thích cái sự tiện lợi và an toàn của chiếc bếp Nhật nói chung và của chiếc bếp này thì các bác liên hệ với em để mua hàng các bác nhé. Số Zalo của em là 0327 238 868 ạ. Em xin chào và dừng hẹn gặp lại các bác ở cái video tiếp theo của em.